Nó nặng mụn rồi chị. Cho em liều thuốc tê đi chị ơi. Thuốc tê. Còn cái này mình đi. Ngủ đi. Ngủ được chứ Thùy. Liều thuốc tê này chứ. Đau không? Chịu đựng được chứ. Nam Nhi mà. Đúng không? Coi ơi, mua chỗ nữa không? Chị coi thử trong túi không? Nhét luôn túi không? Túi quần, túi áo rồi chị. Có cái để mà có cái khăn kìa, dỡ khăn lên thôi. À, em coi đi, em coi thử là cái da chị như thế nào. Da chị có mụn thì em lấy sơ đi rồi em đắp mặt rồi chị. Đau rồi. Cười, mình khóc. Vừa cười vừa khóc.
Mày có viết cà phê chắc rơi quá. Quậy quá mà. Phải cho một ngày trắng tỉnh hồn. Tự nhiên hiện u đầu mẹ tráng nằm cầu thang mà ta nói cái hình quán đâu rồi ta. Còn hề với sợ lần đầu tiên trong đời đúng không? Thành nói thiệt á, sáng ngủ dậy nằm khách sạn giống như trong bộ phim đó. Mà Na hề hề, ta nhớ cái vụ mà Na mình hiền. Bà hiền mà bà tạo, mà bà khờ nữa, chết trời ơi. Khờ kinh. Bà cái lấy nghĩ rằng để cho ông đứng nguyên đây mà đường. Để cho ông đứng nguyên đây mà đường ơi. Không ngủ nữa mà thà ấy. Nhân viên thì học là thành nhân viên đó. Chị không bao giờ chỉ có nhân viên, chỉ có em là ngồi lùng đó. Chị nói thiệt. Thế là cũng đi nhòm chấm đó. Ấy là đi nhậu xong rồi cho đứng ở đường á nè. Bán là ngày đó đi ừ. Chơi với ai đó xong cái Noel. Tập viên, thấy viên. Gọi thì giờ nó ai để chế độ máy bay thấy rồi. Không có chìa khóa vô. Không ngủ, không ngủ ngoài luôn chứ ngủ ngoài nó là chi. Ngồi khang nữa, ngồi cả đêm nữa. Con công nhận lì thiệt. À, trong hiên mà, trong hiên mà. Mở cổng được. Mở cổng được. Mở cổng. Có số cho mình đứng vô nhà. Giống như là đây nè. Có số rồi, mở được rồi. Để thà nằm dưới này mà trời, em biết là Noel rồi. Lành chắc chắn. Lành. Thì có nớ thì hắn lót thì kiếm áo mưa trong cái tủ giày á. Ngủ chứ, ta lót lại ta ngủ. Có chi ngày mai ấy. Ừ. Sợ. Sợ mà dám ngồi rất là đi. Ta thiệt á, ta còn sợ hơn nữa. Cái này. Cái cá thì dùng cho cá. Là ok, xong rồi.
Giống như là mắt tôi lấy nha, yeah. Mà phải suy nghĩ là chỉ có nên đi hay là ngủ, mà sợ ngủ là ngủ không được, rồi cuối cùng cũng phải đi xuống mà bỏ kỹ mà đi từ từ, còn lấy xuống còn kê hơn nữa mày. Cái kìm nó trơn ta. Chị cái kìm sau mình nước thôi. Thôi phải, ta bóp mình.